Bắc Hàn vào ngày 6 tháng 3 cho phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo. 3 trong số 4 hỏa tiễn được phóng đi rơi vào vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Nhật Bản. Giới quan sát cho rằng, hoạt động phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn chắc hẳn nhằm phản đối cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Biện pháp cho phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Vào tuần qua, Liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ bắt đầu đợt diễn tập quân sự hỗn hợp hàng năm mang tên Four Eagles. Vụ phóng hỏa tiễn vào ngày 6 tháng 3 của Bắc Hàn được nói là không giống những lần phóng hỏa tiễn trước ở điểm nơi phóng nằm gần cơ sở phóng hỏa tiễn tầm xa Sohae tại Tông Trang. Các hỏa tiễn bay được 1.000 cây số và đạt cao độ 260 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Vào năm ngoái, Bắc Hàn cho tiến hành hai lần thử nguyên tử và một loạt những vụ phóng hỏa tiễn. Tuy nhiên, vụ phóng hỏa tiễn vào ngày 6 tháng 3 được nói là lần thứ hai các hỏa tiễn rơi đến vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nhiều quốc gia trên thế giới lên tiếng phản đối vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn. Ngoài hai lân bang của Bắc Hàn là Nhật Bản và Hàn Quốc, thì ba nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc cũng lên tiếng đối với Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên vì tiếp tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng mọi khả năng hiện có để đối phó với nguy cơ gia tăng từ phía Bình Nhưỡng. Phát ngôn nhân Điện Kremlin của Nga thì bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn. Phát ngôn nhân Peskov cho rằng đó là loại hoạt động dẫn đến gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nga kêu gọi các phía cần kiềm chế và đây cũng là kêu gọi của Trung Quốc đưa ra sau khi Bắc Hàn cho phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo vào ngày 6 tháng 3. Phát ngôn nhân cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh phản đối việc phóng hỏa tiễn, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trong tình hình hiện nay, các bên liên quan cần phải kiềm chế, không kích động, gây thêm căng thẳng trong khu vực.